Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Tuần vừa qua là tuần tôi rất là bận, chơi nhưng lại rất bận. Quý khán thính giả đã thấy những thước phim tôi và các anh em từ Houston, Texas về tới Nha Trang, bốn gia đình. Trước đây là những người ở Houston thì đã gặp nhau ở tại Nha Trang rất là vui như thế nào rồi. Rồi còn có dịp để mà tương tác với những người anh ở Nha Trang như là anh Bùi Trọng Kính, như là anh Phạm Đức Dũng, như là bác sĩ Nguyễn Văn Sáng. Rất là vui. Rồi từ ở Nha Trang quay về lại đây, các anh em vì thương mến tôi, tất cả đều nằm ngủ ở đây, dầu rằng nhà của tôi cũng nhỏ thôi. Nhưng mà các anh em chọn mỗi người một góc, dùng danh từ đó là ngủ bụi. Người thì ghế salon, người thì dưới sàn này. Nhưng mà vui lắm. Tâm tình hàn huyên cả đêm. Rồi sáng hôm qua, tôi đã đưa những clip mà chúng tôi phải tạm biệt nhau trong sự biên trình. Rất là thương và quý mến các anh chị vô cùng. Chiều hôm qua, tôi lại tiếp đón hai người bạn. Một là anh Nam Tây Đô từ ở Vĩnh Long lên. Hai là anh Trương Phước Hưng từ Na Uy về. Cũng đón tiếp ở ngay tại bàn này. Và vì như vậy đó thì quý khán giả mới thấy là trong tuần vừa qua tôi rất là bận. Nên những bình luận của tôi có lẽ nội dung không có sâu như bình thường. Hoặc là chương trình làm không có chỉnh chu, thời gian không có nhất định. Thì tôi thành thật xin khán thính giả theo dõi thường xuyên, tha thứ và thông cảm giùm cho tôi. Tôi không có kịp thời gian, nên có những thước phim nó không có đúng thời giờ và có thể không được chỉnh chu, nhất là bình luận về thời sự thế giới. Nhưng trước tiên tôi xin gửi một đoạn ngắn về buổi đón tiếp ngày hôm qua. Hai người bạn, anh Nam Tây Đô từ Vĩnh Long và anh Trương Phước Huy từ Na Uy. Nội dung câu chuyện thì tôi xin gửi đường link ở dưới qua kênh Nam Tây Đô. Còn tôi chỉ gửi một hình ảnh ngắn gọn là sự tiếp đón ở tại đây. Để thấy rằng là ngoài việc mà tôi làm chương trình thường xuyên thì cũng có những người bạn bè cũng tới đây liên tục thôi. Điều đó là một điều vui và vinh dự cho vợ chồng chúng tôi vô cùng. Khi có những người ở nơi xa rất là thương mến và muốn gặp chúng tôi. Nhiều khi gặp thì tôi lại ngại vì cũng nói là bận lắm, bận thiệt chứ phải không? Thì nếu có ai đó mà tôi tiếp xúc khoảng chừng 15 phút, 10 phút thì cũng xin thông cảm cho tôi. Nếu có thời giờ thì đương nhiên tôi thích la cà cùng một ly rượu như vậy đó. Nhưng tôi không có đủ thời giờ. Thì những ai ở chung quanh đây đã đến mà thấy rằng là ông Hùng chỉ tiếp có 15 phút thì xin thông cảm giùm. Và tôi cũng không có đưa những hình ảnh đó ra tại vì tôi tôn trọng sự riêng tư. Còn đối với Nam Tây Đô và Trương Phước Hưng thì trên mạng nhiều người biết rồi, nên tôi xin đưa những thước phim đó. Đây là những thước phim hôm qua đón tiếp anh Nam Tây Đô và anh Trương Phước Hưng ở tại nhà tôi. Ai muốn xem nội dung như thế nào thì Nam Tây Đô có tải lên trên của kênh của Nam Tây Đô. Tôi xin gửi đường link nha. Bây giờ mọi người đi về. Chúng tôi rất là vinh dự để đón tiếp các anh, các chị đến nhà chúng tôi ngủ tối hôm qua, cả đêm cười gần chết. Nhưng mà mệt, vui, mệt và vui vô cùng. Đó.
cảnh mà các anh các chị tới nhà tôi mục đích là ngủ lại để mà nói chuyện và giỡn vui. Cả tuần nay là giỡn vui quá trời. Hôm nay là chiều thứ sáu 12 tháng 7 năm 2024. Tôi xuống dưới đây là để đón chú em Nam Nam Tây Đô. Đây chú em Nam Tây Đô đây. Và tôi thấy có một người cũng từ xa về. Nếu tôi không lầm đó là Hưng Trương từ ở bên Na Uy nha. Đây là hình ảnh chú Nam Tây Đô và hai người đẹp. Đây hai người đẹp, một người thì ở Vĩnh Long Nam Tây Đô, còn một người nữa là chú Hưng Trương từ bên Na Uy. Xin chào Hưng. Xin chào anh Hưng. Rồi xin chào Nam Tây Đô. Anh nói rồi đừng có mang cái gì nhà đủ đầy đủ đồ ăn rượu bia đầy đủ hết rồi trời ơi trời. Trời từng nào hết rồi chắc sợ hết rồi sao không đem chữ. Được rồi. Rồi thôi xin mời tụi em lên nhà chơi nha. Rồi. Đây hai anh em vừa mới tới nhà. Nam Tây Đô thấy sao đứng đây có cái view như vậy được sao? Đẹp quá ước gì có căn nhân hồn. À vậy hả? À, chú Nam tới đây lần đầu tiên đúng không? Đúng. Nam đây đứng đầu tiên phải không? Rồi. Đầu tiên đến đây. Hôm nay vợ chồng tôi, Kim Ngân và Hùng Béo được vinh dự đón tiếp các anh em. Thứ nhất là Nam Tây Đô từ Vĩnh Long xuống. Và thứ hai là anh Hưng Trương từ bên Na Uy về. Đó. Và như vậy là một niềm vui cho hai vợ chồng này. Xin mời chúng ta cùng nâng ly chúc xin mừng sức khỏe. Yeah. À. Xin mời anh chị. Yeah. Xin mời anh được con biết. Xin mời anh con biết tất cả mọi người nha. Yeah. Nếu một ngày nào đó anh chị có đến châu Âu thì xin vui lòng đến nhà em làm khách. Anh qua bên Na Uy nhiều lần lắm rồi. Yeah. Mà chưa có chị chưa qua thôi. Bà xã anh thì chưa qua chứ còn anh thì qua Na Uy nhiều lắm rồi. Cái thời kỳ anh đi có những năm anh đi một năm hai ba lần bốn năm lần luôn á. Nhưng bây giờ thì không biết, bây giờ thì cũng lâu lắm rồi, chưa qua Na Uy. Khoảng bao lâu rồi anh chưa lại trở lại Na Uy? Từ năm 2009 tới giờ. 15 năm rồi. Dạ. Yeah. Thì trước đó thì đi khá nhiều. Ok. Đó là những hình ảnh chiều tối hôm qua đón tiếp anh Nam Tây Đô và anh Trương Phước Hưng ở tại nhà tôi. Hôm nay tôi đi nhanh về câu chuyện chiến sự ở tại Ukraine. Quý khán thính giả biết ở tại tỉnh Donetsk, ở phía đông nhưng mà phía đông nam của Ukraine, có một thị trấn tên là thị trấn Toretsk và có một làng tên là làng New York, giống như là New York City vậy đó, làng New York. Trong mấy tuần qua, quân đội Nga muốn chiếm lấy thị trấn Toretsk để mà tiến mạnh về phía Tây. Nhưng quân đội Nga gặp một số trở ngại, không thể tiến nhanh vào trong thị trấn Toretsk. Thì quân đội Nga ngày hôm qua và ngày hôm kia bắt đầu thay đổi chiến thuật. Thay đổi chiến thuật để mà có thể chiếm được thị trấn Toretsk. Quân đội Nga đã sử dụng, họ gọi là bom áp nhiệt. Bom mà để trên đầu đạn rồi bắn tới cái làng New York. Và khi cái trái bom đó nó nổ xuống, nó bong lên trên trời, nó tỏa ra cả một cái mây gọi là áp nhiệt đó. Hình ảnh giống y như là quả bom nguyên tử thả ở tại Nagasaki và Hiroshima năm 1945 tháng 8. Mà vì hai quả bom đó mà Nhật đã đầu hàng với đồng minh. Thì ở tại New York, một làng thôi, khoảng chừng mấy ngàn người đã phải hứng chịu những trái bom đó. Không phải là bom nguyên tử, nó là bom áp nhiệt rất là cao. Nhưng mà sức tàn phá của nó đó cũng kinh khủng lắm, nó có tính cách chiến thuật. Những thước phim mà do chính quân đội Ukraine đưa ra cho thấy là sự tàn phá nó kinh khủng thiệt. Chu vi mà trái bom này rớt xuống thì phải nói rằng là trong vòng mấy trăm mét là tan nát hết, như là nhão ra thành những mảnh vụn.
Thế là làng New York coi như là tiêu tùng, và họ mất sự kiểm soát của làng New York. Quân đội Nga có vào đây, vào đây quân đội Nga kiểm soát, rồi lại dùng New York tấn công ngược lại thị trấn Toretsk. Điều này làm cho các binh sĩ của Ukraine ở tại Toretsk mất tinh thần, sợ. Ôi, nếu mà Nga sử dụng bom áp nhiệt mạnh như thế mà bắn vào Toretsk thì sao? Thì quân đội của Ukraine ở nơi đây phải tử trận cao thôi. Nhưng quý khán giả nhìn thấy nha, Nga không có sử dụng bom áp nhiệt ở tại Toretsk ngay, mà muốn cho thấy rằng là sức tàn phá của bom áp nhiệt ở tại New York, để mà quân đội Ukraine biết điều, tự rút đi, kẻo không á Nga tới một lúc nào đó lại phải sử dụng bom áp nhiệt, thì đừng có trách Nga. Trong chiến tranh mà Tổng thống Vladimir Putin còn có những sự suy nghĩ rất nhân đạo như thế, có thể gọi là tấn công ngay lập tức, nhưng không, đây là chiến thuật tấn công làng New York trước, để cho dân quân Ukraine nhìn thấy, à, nơi đây nhỏ mà bị tàn phá như vậy, nếu mà tàn phá ở tại Toretsk đông đúc dân hơn thì sao? Đông đúc binh sĩ của Ukraine ở nơi đây đang chiến đấu thì sao? Thì sẽ tiêu tùng những người đó. Thì tới giờ phút tôi đang thưa chuyện với quý khán giả, binh sĩ của Ukraine lật đật đang gọi là thu dọn để mà bỏ chạy. Điều này tương tự giống như là ở tại Kharkiv. Tuần trước binh sĩ của Ukraine nói rằng không còn đủ sức để mà giữ khu vực này một số nơi, nên đã rút quân để nói là để mà dàn dựng lại, dàn dựng binh sĩ lại ở chiến tuyến gần thủ đô Kiev hơn, tức là rút về phía Tây. Thì bây giờ cũng vậy, Donetsk, quân đội của Ukraine đang chuẩn bị rút quân từ Toretsk đi. Mục tiêu của Nga khi mà thả bom áp nhiệt ở tại New York, làng New York, ngoài vấn đề mà cho binh sĩ Ukraine ở tại Toretsk và người dân ở tại Toretsk biết điều để mà rút đi, để mà Nga tiến vào nơi đây, thì điều thứ hai đó mà nhiều người suy nghĩ, đó là Nga muốn gửi một tín hiệu đến nước Mỹ. Vì ai cũng biết New York City là thành phố lớn nhất của nước Mỹ. Cái tên New York là của Mỹ. Và một làng ở tại Ukraine, ở tại phía đông của tỉnh Donetsk, thành lập với tên là New York là do những người nơi đây trân trọng, ngưỡng mộ Mỹ nên mới lập làng gọi là làng New York. Nga muốn gửi một tín hiệu, đó là những sự ngưỡng mộ đó. Mỹ đã sử dụng 2 quả bom hạt nhân vào tháng 8 năm 1945, biết sự phá hoại của nó như thế nào. Nga chỉ là sử dụng bom áp nhiệt thôi, thì làng New York tan nát hết. Thì Mỹ đừng có chọc giận Nga. Nếu mà Nga sử dụng bom nguyên tử bắn tới New York thì Mỹ nghĩ như thế nào? Hãy nhớ, bây giờ Nga đang có một sự tương tác chặt chẽ với Triều Tiên, và Nga sẵn sàng cung cấp các phi đạn bắn thẳng từ Bình Nhưỡng qua tới New York. Mà Triều Tiên thì rất hận Mỹ, nếu mà có những phi đạn bắn xa như vậy rồi Triều Tiên gắn đầu đạn nguyên tử ở trên các phi đạn đó thì Mỹ nghĩ như thế nào? Đây là những chiến thuật mới mà Nga sử dụng ở tại làng New York, ở tại Donetsk, là gửi ra một tín hiệu đó.
Mỹ mà cứ tiếp tục hỗ trợ cho vũ khí và cứ nói rằng là các quốc gia phương Tây có quyền hỗ trợ vũ khí cho Ukraine để Ukraine sử dụng những vũ khí đó bắn vào lãnh thổ của Nga và đã từng làm như vậy ở tại Crimea, ở tại Belgorod, thì Nga sẽ hỗ trợ cho những đồng minh của mình như là Triều Tiên bắn thẳng vào nước Mỹ thì Mỹ nghĩ như thế nào? Mà kỳ này bắn không phải chỉ là đầu đạn khơi khơi. Hãy nhớ, Nga là một cường quốc về nguyên tử và hiện nay có thể Triều Tiên đã có các đầu đạn nguyên tử. Mỹ đừng có ngợi nghĩ rằng là mình đứng đằng sau giật dây cuộc chiến này, suối Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn làm gì thì làm. Không đơn giản nữa. Bây giờ bộ mặt thật của cuộc chiến này đã rớt xuống rồi, như lời ông bây giờ là dân biểu ở tại Anh là ông Nigel Farage, là chủ tịch của đảng cực hữu, đảng phục hưng ở tại bên Anh, nói rất rõ ràng. Cuộc chiến này là do Mỹ, do Tây Phương, do NATO xâm lược nước Nga trước. Và nước Nga chỉ tự vệ thôi, chứ đừng có nói rằng là Nga xâm lược Ukraine. Vì Nga phải để cho Ukraine giữ gì? Giữ lời hứa của mình năm 1991, không gia nhập NATO để trở thành là tiền đồn cho NATO và Mỹ đưa vũ khí tới đây nhắm vào nước Nga là không được. Nên ông Nigel Farage là cực hữu nha, mà ông đã nhận định chính xác, đó là cuộc chiến này không phải do Nga xâm lược mà là Nga tự vệ. Người xâm lược chính là Mỹ, chính là khối NATO. Cuộc chiến này dần dần rớt mặt nạ ra do chính những người ở trong châu Âu, như những người là ông Nigel Farage đã nhận định. Thì Mỹ có thể có những liên minh và Mỹ cứ cho rằng là Mỹ có quyền gửi những vũ khí do Mỹ chế tạo và những đồng minh của Mỹ gửi đến Ukraine những vũ khí mà họ chế tạo bắn vào lãnh thổ của Nga, thì Nga bây giờ cũng sẵn sàng sử dụng những đồng minh như là Triều Tiên bắn thẳng tới nước Mỹ. Được không? Được. Vũ khí của Nga có khả năng đó hay không? Có khả năng. Và nếu mà có đầu đạn nguyên tử thì New York tan tành, giống như là làng New York ở tỉnh Donetsk mà người dân Ukraine ở đây đó ngưỡng mộ nước Mỹ, ngưỡng mộ New York City, thì bây giờ đó tan nát. Đây là một tín hiệu gửi ra rất rõ ràng, đó là nguyên do thứ hai. Vậy thì về vấn đề mà chiến sự trên phương diện quân đội đó, military đó, thì quân đội của Ukraine rút về phía Tây từ Kharkiv và hiện nay đang chuẩn bị rút khỏi Donetsk, ở tại Donetsk, rút về phía Tây. Và như vậy đó là quân đội Nga đang có những bước tiến vững chắc, dần dần kiểm soát cả 4 tỉnh biên giới phía đông của Ukraine. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.